Mình nhớ lại khi mà mình còn bé, mình rất là đam mê về những chiếc xe, xe máy và đặc biệt là xe ô tô, cái thứ mà mình nghĩ rằng mình sẽ khó có thể nào mà sở hữu được nó. Ai cũng vậy, có những cái đam mê cầm cái vô lăng, đạp chân ga hay là chân phanh thì mình sẽ tìm đến những cái tựa game, và với cái thời kỳ sơ khai đó thì mình rất là đam mê cái game Need for Speed. Ở trong game mình có thể chạy với một cái tốc độ rất là cao và nó có thể thỏa mãn mình về cái phần tốc độ cũng như là kiểm soát của chiếc xe. Tuy nhiên cái game ngày xưa thì nó rất là sơ khai và chúng ta cũng có thể nói là nó rất là dễ chơi, và cái mục đích chính yếu đó chính là chúng ta dùng để giải trí. Tuy nhiên sau gần 20 năm quay trở lại với những cái tựa game đua xe, rất là nhiều những cái tựa game, ví dụ như gần đây mình chơi là Forza Horizon. Đó là một cái tựa game rất là hấp dẫn và nó thử thách cái tay lái mình rất là nhiều. Nhưng mà đó là một phần, và cái phần mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những cái tựa game đua xe bây giờ nó đã hỗ trợ một cái nền tảng rất là tốt để giúp cho cái người lái cảm nhận được về game nhiều hơn và họ có thể chơi một cách hấp dẫn hơn và chân thực nhất. Và với cái thời buổi phát triển như hiện nay, những cái tựa game nó đã được phát triển rất là mạnh mẽ về cấu hình và hỗ trợ những cái phụ kiện đi kèm. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Thì mình cũng xin nhắc lại, khi mà mình đã trải nghiệm xe ô tô thực tế, mình đã sở hữu xe, mình đã lái xe có một cái thời gian đủ nhiều, và đặc biệt là mình đã mang chiếc xe vào trong trường đua để mình trải nghiệm thực tế, mình có thể hiểu được khi mà vào một cái khúc cua như vậy, vào như thế nào cho đúng, vào cái tốc độ bao nhiêu, cái chân ga nằm ở mức nào, hay là mình phải phanh như thế nào, hoặc là khi mà chúng ta phải đi một cái mức số như thế nào thì chiếc xe nó mới có thể ổn định được. Và đó là cái điều rất là thiết yếu ở trong đường đua. Và khi mà đến với những cái tựa game hiện đại như ngày nay thì mình rất là bất ngờ khi nó có thể mô phỏng được, giúp cho chúng ta cảm nhận được chiếc xe của chúng ta đang đi ở trong đường đua gần như là nó rất là thật như vậy luôn. Và chúng ta phải chạy đúng red line, chúng ta phải chạy đúng tốc độ, số cũng như là phanh như thế nào cho hợp lý để chiếc xe có thể vào được cái khúc cua đó tốt và chúng ta có một cái thành tích tốt khi mà chúng ta đua xe. Và mình không nhớ từ khi nào khi mà những cái tựa game và những cái nhà sản xuất phụ kiện họ đã liên kết với nhau để làm ra một cái hệ sinh thái với những cái phụ kiện giúp cho trải nghiệm với game giả lập này cảm xúc hơn và nó chân thật hơn. Và tất nhiên khi mà chúng ta muốn có những cái cảm xúc nhiều và những cái cảm giác rất là chân thật khi mà chúng ta đua xe thì chúng ta cũng sẽ tốn một cái số tiền nào đó, và mình nghĩ rằng có thể nó lên đến hàng 10.000 đô, hơn 10.000 đô, rất là nhiều tiền. Chúng ta không thể biết được. Với một cái người chơi giải trí giống như mình á, ở đây mình sẽ có một cái bộ Logitech G29, và đây là cái bộ có cái mức giá dễ tiếp cận nhất để chúng ta có thể có được những cái cảm giác giống như khi mà chúng ta chạy xe. Theo mình được biết thì ở bên trong đây nó có hai cái motor để làm những phản hồi cho mình. Ví dụ như là khi mà chiếc xe của chúng ta mất lái thì nó sẽ rung lên, và khi mà chúng ta đánh lái qua trái hay là đánh lái qua phải thì cái motor nó cũng xiết một cái mức lực nó gần như là chân thật khi mà chúng ta lái chiếc xe ô tô vậy. Và nó cũng sẽ thay đổi tùy theo từng chiếc xe mà chúng ta chạy. Ví dụ hãng xe A thì cái mức nặng của cái vô lăng nó sẽ khác, hãng xe B cái mức nặng của vô lăng nó cũng sẽ khác. Và tất nhiên là với mức cơ bản nhất về cái giá tiền để mua cái vô lăng hay là cái bộ vô lăng này thì nó rất là cơ bản. Chính vì vậy cái cảm giác mà chúng ta nhận lại được nó cũng chỉ nằm ở cái mức rất là cơ bản thôi. Nó không phải là cái gì thật sự cao cấp hay là nó không thể nào thật sự mượt mà hơn được. Nếu như mà những cái bộ chơi game nó cho cái cảm giác mượt mà hơn, chân thật hơn nữa thì mình nghĩ chúng ta sẽ không phải bỏ ra 8 hay là 10 triệu mà nó sẽ là 8.000 hay là 10.000 đô. Cái đó rất là vô kể. Nhưng mà tất nhiên để khởi đầu với một bộ chơi game đua xe mô phỏng cũng có thể cân nhắc, tại vì nó hoàn toàn có thể làm được những cái chuyện cho chúng ta hiểu được về cái chiếc xe, chúng ta cảm nhận được về con đường, chúng ta cảm nhận về cái bánh xe, về cái vô lăng, về cái tốc độ khi mà nó di chuyển. Còn đối với những bạn mà chưa bao giờ lái xe ô tô thì khi mà trải nghiệm những cái tựa game lái xe mô phỏng thì chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn về cái xe ô tô. Chúng ta hiểu nhiều hơn khi mà chúng ta lái nó, phanh thì nó sẽ như thế nào, đánh lái nó sẽ như thế nào. Khi mà chúng ta có vào cua cũng vậy, chúng ta sẽ hiểu được cái cách chúng ta kiểm soát tốc độ chạy như thế nào thì nó mới hợp lý, và cái tốc độ bao nhiêu thì chúng ta mới vào được cái khúc cua đó, hay chúng ta phải phanh khi nào.
và rất là nhiều những cái điều khác nữa, và đó sẽ là những cái trải nghiệm mới nếu như anh em chưa từng trải nghiệm qua. Và ngoài cái chuyện mà chúng ta đam mê những cái tựa game đua xe, chúng ta đua xe, thì sẽ còn rất là nhiều những cái tựa game lái xe khác. Ví dụ như mình chơi cái game lái xe tải, Truck Simulator, nó cũng là một cái tựa game rất là thú vị. Có một cái điểm đặc biệt đó là nó giết thời gian rất là nhiều. Chúng ta sẽ ngồi trên những chiếc xe tải, chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ ở trong game, và khi mà hoàn thành thì đó sẽ là cái niềm vui của chúng ta sau mỗi cái chuyến đi. Và đối với những cái bộ mô phỏng chơi game, ví dụ như G29, thì chúng ta sẽ có cả cái cần số, chúng ta sang số bằng tay cũng như là chân côn. Tất nhiên là chúng ta có thể lựa chọn gạt bằng cái lẫy chuyển số, nhưng mà tùy theo cái sở thích của anh em. Hiện nay có một số những anh em chơi những cái game giống như là Truck Simulator, nhưng mà nó là một cái phiên bản mod, nó cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ vào vai một người tài xế chạy xe Bắc Nam chở hàng, hay là xe chở khách Bắc Nam. Nó rất là nhiều điều thú vị. Và khi mà chúng ta trải nghiệm với một cái bộ theo cái kiểu lái xe mô phỏng thì nó sẽ tăng cái cảm xúc cho chúng ta rất là nhiều. Hơn hết là cái chuyện nó chân thật, nhưng mà cái cảm giác chúng ta được cầm cái vô lăng, chúng ta được đạp cái chân ga, nó sẽ rất là khác. Và thêm thì cái chân ga nó cũng được mô phỏng rất là thật, không giống như chúng ta nhấn một cái phím ở trên bàn phím, mà nó sẽ có những cái mức độ nặng nhẹ khác nhau, rất là chân thật. Và mình nghĩ rằng nếu như anh em yêu thích xe ô tô, yêu thích lái xe, chúng ta muốn có những cái game giải trí, thật sự là giải trí theo cái kiểu thể thao, chạy xe, lái xe, đua xe, chúng ta có thể cân nhắc mua một cái bộ để hỗ trợ cho cái việc lái xe theo cái kiểu mô phỏng như thế này. Còn nếu như anh em có điều kiện nhiều hơn, chúng ta có thể mua một cái ring lớn hơn, set up một cái bộ chuyên nghiệp hơn, từ màn hình cho đến ghế ngồi cho đến một cái lồng, để chúng ta có thể có những cái trải nghiệm mạnh mẽ hơn nữa. Gần đây thì mình thấy có những cái hãng tổ chức đua xe, và họ cũng sẽ tổ chức những cái giải đua dạng mô phỏng như thế này. Chúng ta có thể trải nghiệm cái đường đua F1 ở ngoài Hà Nội, chúng ta có thể tham gia những cái giải đua chuyên nghiệp hơn, ví dụ như của Porsche, họ đang diễn ra những cái thời gian gần đây. Hôm vừa rồi thì mình cập nhật thì họ đã đua đến ngày thứ mấy rồi, mình quên rồi. Và đó là một cái giải đua chuyên nghiệp, giống như là những anh em ra trường đua, có giải thưởng, có đội đua, có thưởng, có phạt đầy đủ, giống như một cái giải đua bình thường. Và nó không chỉ nằm ở cái mức giải trí nữa, mà nó lên đến một cái mức chuyên nghiệp hơn nữa. Và nó có rất nhiều những cái mô hình như vậy. Và nếu như anh em yêu thích F1, hay có thể trải nghiệm ngay như cái đường đua F1 ở ngoài Hà Nội, nó cũng đã có ở trong game, và chúng ta có thể trải nghiệm nó một cái cách tốt nhất. Và hiện tại thì với cái mức tiền khá là tiết kiệm để có được những cái trải nghiệm đó, thì mình nghĩ rằng những cái bộ giống như G29 chỉ dưới 10 triệu đồng chúng ta dễ dàng có thể mua. Mặc dù với nhiều người thì nó không hề rẻ chút nào, nhưng mà mình nghĩ rằng để có được những cái phản hồi chân thật thì phải từ cái bộ G29 này trở lên. Còn khi mà chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta có thể suy nghĩ đến những cái bộ mắc tiền hơn nữa, 1.000, 2.000, 8.000 hay là 10.000 đô và mắc hơn nữa, để có cái trải nghiệm giống với chúng ta lái xe ngoài đời thật nhất. Và đó là những cái cảm nhận của mình sau khi mà một cái thời gian rất là dài, hơn 10 năm, gần 20 năm mình chơi những cái tựa game sơ khai, và bây giờ được tiếp xúc với những cái tựa game rất là hiện đại, rất là nhiều tựa game hiện đại, Need for Speed, Forza, hay là ví dụ như mấy hôm nay mình đang chạy cái Project K2, nó cũng rất là hay, hơn nữa là rất nhiều tựa game khác nữa. Và mình nghĩ rằng anh em có điều kiện thì hãy sắm một bộ để có thể có những cái trải nghiệm tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.